Hello, xin chào cô chú anh chị em các bạn nha. Dạ, hai lúa tới nhà cậu 88 rồi. Nhà anh Chánh này. Bây giờ mời cô chú anh chị em các bạn theo mình vào nhà nha. Đây. Nhà sớm này. Đây nhà anh Chánh này. Xe này cũng 3-4 chiếc. Đây hàng xóm. Đây nhà trên những đồi không vậy thôi. Hello chủ nhà. Hello boy. Hello girl. Ôi sao. Mời các bạn vào nhà cùng mình nha. Gặp anh chủ nhà cái hàng chánh. Sao vậy? Đây cậu 88 nha, cô chú anh chị em và các bạn. À, đây là anh Sáu, chị Sáu. quay về cho bả xem. À, gửi lời thăm bả ha. Dạ, cảm ơn cậu. Vui vậy. Vợ con rồi mạnh khỏe cũng yếu như vậy nha, cũng đi nhổ răng hết rồi, nhổ răng hết rồi, đang nhổ còn cái răng nào hết. Đây qua nhà cậu 8 rồi, hôm nay cậu 8 rồi, mời cô chú anh chị em theo hai lúa dùng cơm nha. Có hơi ngáo ngáo hay gì đó, đừng có cười á. Đừng có luyện đá nữa, rồi mở đi rồi. Thôi xin mời ha. Kiến hả? Kiến đây nè.
Đây. Con đó nè. Trời đất ơi, ăn mà phải kiếm nữa. Không ai thơm không già. Tại nay sẵn cúng bà ngoại, con ấy luôn. Không, chả lụa với muối tiêu với dưa leo là đồ quốc tế bến vậy là hỏi thật ngộ luôn. Ăn lịch ngộ nhiều khi chồng bụng còn hả ăn chả lụa phải được trước đi ra dưỡng tâm sẵn cho đây chút bây giờ cho mấy gái mua quầy rồi đỏ bình tạc rồi người tôn chả luôn về bia quá. Hai lúa mà đi lên Sài Gòn mà lỡ có lộn đường ta cũng không cười nữa hết. Bây giờ đi quê sướng nha. Bây giờ đi quê sướng nha. Quá trời. Mỗi lần đi ra lên đi mua đồ phải có giấy thép thì tốn tiền mới được cái giấy cái bốn năm từ rễ mà tôi không biết luôn, phải nhắn với cái gì cho nó cho hai trăm mà làm nó thay đổi trăm luôn, cũng cái trăm cái kia cho đấu, đấu đi tập kết nữa chứ đừng nói. Hỏi hỏi mấy đứa cháu cho anh hỏi
mấy bạn ơi, sao vậy, gọi gọi ông về không, về tôi sáng mình tôi dắt ông ra đón nhà ba mấy năm đi mất trời lâu bảy chín vậy lâu quá trời tháng 2/79 tôi đi về cái đợt cuối cùng mà Việt Nam mà nó đóng sổ luôn ổng đăng ký luôn đó cuối luôn lưỡi bò á để ăn là lỗ cái lá sảy luôn mình để nguyên cái lưỡi cái lộn vậy cao đẩy vô nồi đẩy nắp lại vài tiếng đồng hồ không cái lưỡi nó mềm nên đem ra lộn á lộn á là lộn nói vậy chứ sao có người ta đem phải lộn bé cạo không tại vì người ta sợ mà giống như đó người ta lộn ba ngày mà trăm đêm mà biết rồi mình lắm một năm một tháng rồi mười tay tháng bảy mà nếu qua đây tại thẳng đi tầm 4 tiếng rưỡi cần mới 4 tiếng rưỡi chắc mình vậy chứ ông chạy đây ông bé à không phải là em cũng muốn đi lắm nhưng mà em sợ tốn tiền xăng không phải tiền rượu không sợ mà sợ tốn tiền xăng em tại vì mới qua em không có mường tượng được mà nghe điện nói gần vậy nếu vậy gần lắm 4 tiếng rưỡi à bữa rưỡi rồi mình chạy danh nếu Việt Nam anh chạy rồi cũng khỏi tháng rưỡi à có kèn rồi này kia rồi xe rồi lâu lắm rồi tại đây mới cho mình chạy 75 chạy 80 bữa nay cái nhà chánh nhà cậu tám cậu tám có cúng ông ngoại bà ngoại bà ngoại hả chơi với anh chánh mấy ngày với anh tám một chút xíu video của Hai Lúa tới đây kết thúc. Mình cô chú anh chị các bạn Hai Lúa bye bye, hẹn video kế tiếp bye bye. Bye.